Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với channel này của mình. Thì tiếp tục ở cái channel này thì mình sẽ cùng toàn thể anh chị em đi học chơi một trò chơi, đó là trò chơi Liên minh huyền thoại, hạng mục đấu trường chân lý. Thì hiện tại thì vừa rồi thì mình mới chơi thì từ sắt mọi người nhá. Bây giờ mình đã tới đồng ba rồi mọi người ạ. Đấy, nói chung là cái này thì chơi cũng khá là khó, phức tạp. Cho nên là khi bạn nào xác định muốn chơi ấy, thì mọi người phải căn cái thời gian chơi nhé. Bởi vì cái trò này nó khác cái trò liên minh, trò liên quân. Cái trò liên quân thì mọi người chơi chỉ mất khoảng tầm 10 15 phút thôi, nhưng mà cái trò này thì thậm chí mọi người có thể lên chơi một một trận có thể tầm đến 1 tiếng đồng hồ nha mọi người nhá. Tùy vào team mình và team đối thủ như thế nào. Mà nào mà có thời gian thì lên chơi, còn không có thời gian thì tức là mình khuyên các bạn không nên chơi nhé mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang tìm trận, nhưng mà ước tính của nó là nửa phút, mà bây giờ nó gần 1 phút rồi mình chưa được anh em ạ. Chắc là không ai chơi cái nào ấy. Không phải là danh này mà chơi. Nói chung là chắc cũng phải mất tầm 1 phút hơn đấy các bạn, tầm 2 phút mới có tiền được trận nhé. Trận vừa rồi thắng hay thua à? Nào Anh tưởng mày cũng anh nghĩ mày vẫn vẫn chơi. em chơi mà Aram à? còn ăn phút là Đấu trường chân lý toàn thất bại này. chơi được có top 5 rồi xuống á, tính tới top 4 hết đấy đấy. Nói chung là anh trận này anh lên top 1 top 2 rồi, không không xuống top 3 top 4 đâu. Anh chưa chưa ở top 2. Top 2 rồi thằng này không. Vừa top 2 trận sáng nay xong. Nói top 2 thì được, bây giờ top 1. Top 2 vừa sáng nay chơi đây. Ô thằng này. Để anh ăn may thôi. Đừng có ăn may. Anh đang xem những con tướng nào mạnh về về lết anh mới chơi. Anh lên bảng đấy, lên điện thoại gõ à. Anh thấy rồi, Giờ thì đến được hạn. có con, chỉ thấy có con thú chơi nó mạnh bất tử, đem vào cuối của nó hút máu xong rồi nó đau lắm, rồi đau lắm. Nhưng mà con đấy tận về tận Đau level, mà. con đấy tận level 8 level 9 nó mới xuất hiện cơ. Kiểu một mình cần phải tin ấy. Một mình cần tin đấy, Hay mình cần tin mà có thật đấy. một mình cần tin là có thật. Ừ đấy. Chỉ có Thế ba mà con nhá, không phải mà tạo cho đấy nó có chỉ có ba con thôi hiểu không? Nhưng mà anh thấy sao bọn nó tạo cái gì được con Jiven to thế nhỉ mày? À có con Vi to thế nhỉ? chắc là nó nhận được ấn ấn kiểu như là gì đấy, em chưa biết được. Nhận ấn ấn gì mà Vi to vãi chưởng luôn đấy. Mày chơi được lắm hưởng ạ. Anh đi lấy cung Anh đang đi cung rồi mày. với em. Ngoại đạo ba thức thương ta. Vệ binh với thần đồng, cái này thần đồng toàn thằng ất ơ này. Thật đồ mạnh lắm. Quá đen đủi mày lấy cái gót cung của anh. Thế thì để lấy cung mà. Tại vì đúng cái cung. Ngoại đạo. Lên đam trước hay là lên tanh trước nhỉ? Hả? Nên nên đam trước hay lên tanh trước?
đặt đồ gì lên đồ đấy. Còn thờ lên tanh lúc đầu khỏe hơn. Cắt nhỉ, đã có con tướng level 2 rồi. Ui mày thằng kia lên cuồng đao rồi kìa, vãi trưởng nhanh thế. Thua nào được em? Chúng anh mày sẽ bất tử trên top, ở trên top 1 yên tâm. Top 1 không biết nó làm được cấp. Mày chơi xong đấu à? À tủ game mà. Rồi hãy đấu tanh. Xin ngay đây. AD được khỏe chứ. Kéo nhầm rồi, mẹ đặt mẹ nhầm cái thằng Draven vào, rút thằng ta Taron ra, phí quá. Giờ này thua mẹ rồi. Hả? Nhưng mà Taron nó bắt sát thủ và bắt chủ lực cho bạn. Ngon hơn, nó nhảy thẳng vào nó chơi. Nó có các bạn nó có biến khổng lồ. Đúng rồi, mẹ nó làm đau. Ừ. Cái gì? Còn hai con solo với nhau ấy. Nó lắp đồ vào, không thật đấy. Nó chơi ngon hơn hả? Nó đang cần thiết lắp đồ vào, nó trâu lên. Ui mẹ cá sấu level 2 kia chơi đéo gì. Nó lên level 5 rồi con này. Nhưng mà thằng chói đấy, thằng chói nó lắp ra máu luôn cá sấu kìa. Nhưng mà nó lên level 5 rồi nó chơi đéo. Anh giết nó. Không giết được. Thằng này lên đấy rồi. Cấp 1 này mà có tích cần hết nhỉ anh nhỉ. Nói lên quân đoàn nét xong đấu mẹ chơi thế chơi mấy ai. Mình bàn nói đồ với anh không sao cả. Mày này cái đấy là cái gì đấy? Cái thìa là cái gì đấy? Hả? Cái thìa tức là mấy cái món đồ anh nhặt ra thì nó tạo ra các hệ này này. Gia tăng hệ á? Anh ấn chuột trái vào cái thìa đấy chị hiểu. Ấn chuột trái vào cái thìa đấy anh chị hiểu. Ở đây là không hiện. Ấn phải hiện. Cái
Có những cái hàng cả cái các cái món đồ anh nhận được hiểu không? Ở cái hàng cái cung ấy, cái chè nó cái hàng cái cung ấy, nó sẽ ra ấn xong đấu, ấn xong đấu nghe vào các thứ ấy, thì cái thứ sẽ nhận ấn nhận thành là thứ xong đấu. Thế á? Hai cái chè này kết hợp với nhau ấy, thì sẽ là một slot tương ứng, anh hiểu không? Hai chè mà kết hợp với nhau là được một slot tướng nữa. Đó, anh có 4 này là 4 tướng không? Nhưng anh được 5 tướng nếu mà kết hợp với nhau. Ngon thế á? Ừ, nhưng mà hai chè gì nhưng mà anh còn lâu. Hiếm được lắm. Mày đang chơi xong đấu à? Xong đấu. Anh định chơi xong đấu mày. Anh định chơi xong đấu. Anh chơi đi xong đấu. Thôi. Chơi đặc nhiệm này đéo ăn thua, đặc nhiệm này đuối lắm. Khỏe lắm. Hả? Đặc nhiệm khỏe lắm. Đặc nhiệm không một tướng. Em bắn máu hơi nhiều đấy. Em bắn cơ một lần cuối. Hả? Đây anh bảo anh không một từ đầu đến cuối. Vừa gặp trận thua rồi. Bi bả đó. Anh có 5. Anh có 5 rồi ạ, sớm thế. Ồ, khỏe lắm, chỉ là do các khỏe lắm. Nhưng Bi nữa. Hồng, máu sâu quá rồi. Ai mình, anh biết thằng Lai mình à? Thế nào? Chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp. Ngọc anh cho nó hẹo rồi. Đéo nhận được đồ gì chán à. Em yếu quá rồi. Mình mày yếu. Anh đang chơi độc hiểm họa này, hơi nguy hiểm. Ghê cháy quá. May quá gặp thằng Châu ba chó, thằng yếu đuối nhất của tem. Nhưng mà nó lên đồ gắt lắm rồi em ạ. Giờ mới đang máu liều cuối mới hạ. Đấy, nó lên đồ gắt luôn kìa. Thua luôn nữa kìa. Không là một thằng nào xem nó luôn. À, tôi một thua luôn này này. Anh gặp thằng châu ba chó, thằng đuối nhất mà anh đéo ăn nó này. Thôi. À mà mất phát 8 điểm luôn. Khét lắm. Em bao tiền rồi? 30 à? Bao mấy vàng anh? Ai? Anh ấy. 35. Thế
Em gặp thằng túc cuối đây. Top boy gì đây. Anh gặp thằng top 2 này. Kiểu nó toàn F2 luôn đấy. Con lập lặng nó mạnh kinh khủng ra. Đéo là nó luôn, sợ. Trên tổ trận đấy em anh ghép tay nhau về rồi. Ô mày tốt cuối thế. Mà xấu quá rồi. Hơi hẹo đấy. À, thằng đi mo kia là thằng top 2 nó lên level 6 rồi, gì thế? Cá sấu to thế kia ơi. Mày tuổi gì, mày tuổi gì, cũng em thắng được một trận anh ạ. Mẹ cá sấu to thế kia, anh đéo làm gì nó rồi. Rồi anh thiệt hại gì? Anh chủ lực mới hiểm họa. Mà đánh cút sớm. Thế á? Cuồng cung nắp được cái gì ra đấy nhỉ? Anh cần cuồng cung. Cái phép thuật kìa. Lấy phép thuật với cung. Anh không đánh nét, dân vẫn là đi ác thôi mà. Không. Con yếu thì tính gì? Anh bánh lấy đồ cho thằng AD này còn. Odin à, gặp Odin. Gặp robot đây này. Thằng đuối cho tem mà không ăn nó thì đi đi ngủ đi, đéo rồi. Con đi ngủ thật. Không ăn được thì thôi nghỉ luôn trận này. Đéo phải chơi nữa. Thua nó này. Tại thua anh. Odin đi. Odin chúng tôi. Có ám bất giám bất tử của anh đâu? Giám mốt bất tử á? Chưa có. Gặp anh thì anh gặp thằng đồng đoàn Frack này. Cháu bắt chó rồi. À cháu bắt chó nó té anh ạ. Tôi tung cuối xong rồi nó té rồi anh ạ. Anh gặp thằng ấy rồi, anh gặp thằng đồng đoàn what the fuck này, nó hay quá. Đây cháu bắt chó chết với em rồi, hết cháy luôn. Đây cháu bắt chó hết cháy luôn. Đéo chơi được ô. Cháu bắt chó. Ui mẹ thua thằng đồng đoàn tổ, what the fuck, cay thế. Anh đang phai máu rồi. Rồi trận đấu anh ơi, cơ hội đến không? Cơ hội đến rồi. Đến chưa? Đến rồi.
Đó là ven quái yếu đuối, gặp ơn chó này bị nó anh chứ hẹo. Nhớ quá, tinh đồ tanh. Chỉ là tinh tướng, ảo thế. Anh cũng toàn tướng đây, khác gì mày. Gặp ngay thằng level 7. Này nó top, thằng này nó top top 1 mình không bắt được nó này. Là thằng top 2 đây mình trâu lắm anh ạ, ở đây mình phải trâu lắm. Ui dồi mẹ, cái thằng top 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 8 mà mình không bắt được nó này. Chán thế nhỉ. Đai mình và đai lại. Ui, từ đây mình cũng khỏe à. Không được thằng top 8. Cái con VV này, con này là đam hay tanh nhỉ? Đam. Anh xuống tốc cuối rồi à? Ô, gặp thằng tốt đầu sao khét lắm em ạ. Đó là thằng tốt đầu Em mình khỏe lắm. bất tử rồi. Anh ấy được là đi rồi à? Chờ mà nó đến cống luôn. Là thằng đồng đoán VTS. Anh gặp thằng Châu Ba Chó em ạ. Đồng đoàn BTF thì cũng cùi. Gặp thằng Châu Ba Chó kìa. Tay mình cháy quá anh ơi. Châu Ba Chó này. Bốn chó phải chết thì nó gì ba. Kiếm lấy cái gì nhỉ? Kiếm vô cực. Thế là khổ lồ được. Lấy cái gì để lấy kiếm vô cực? Đây cái nét này là cái mạng cầm đầu đoàn lên cầm về đầu đoàn tiếp cầm này này cả cái mép mà ra vô cực.
có mít Fortune rồi. Không biết có lên dùng không? Ồ, gặp thằng robot rồi. Thằng đuối tem mà không bắt nó thì mình thôi mình cũng đi luôn, để mình nó luôn đi. Top 1 anh ạ. Anh gặp thằng top top 8 mà không bắt nó đây này. Top 1 mà không phải đi à? Mày đi chứ. Mày đi hay nó đi? Nó đi chứ. Vẫn và tăng chất lượng này nữa à, là một bất tử rồi nữa à, À đây hơi đi hơi hơi đuối. đuối ông đuối, hai người đuối, Thì mẹ anh bán Phơ rồi. nó bán cho Thằng đồng không what nhưng the các fuck. bạn sẽ bán đi. Thằng đồng what the fuck này. Nếu mà một kéo chơi. Anh có sợ anh có gian xạ thủ không? Tôi giận thế này. Nuôi đéo ấy, sắp chết rồi nuôi gì nữa. Còn 34 điểm mới nuôi gì? Sống còn nó luôn đi chứ nhỉ. Cháu ba trò này Không phải anh có cái con Kai'Sa của anh, con này anh sắp sửa lên cấp 3 cấp 3 rồi. em đang cháy chưa? Cháy đấy. Chết anh đấy. Thấy rồi, thấy cháy lắm rồi. Anh gặp thằng Diamond lần nào chưa? Hả? Thằng Diamond lần nào chưa? Gặp hết rồi. Cung kết hợp với giọt nước. Giao điện. Ồ, ra năng lượng này đó ăn thua rồi. Đây khả năng cao em và anh em anh gặp nhau. Chắc phải. Nó bắt chủ lực của anh. Cày thế nhỉ. À, thua là tay mình với anh người. Châu ba chó. Ôi thằng bot mạnh lắm anh ạ. Thằng nào? Bot. Tôi một đó. Bot này, thằng bot này. Ui bị anh thua thằng châu ba chó này. Ôi
Hồng hồ mấy ơi. Kéo đủ kịp lên level bọn tướng lên cấp 3 này, chán thế nhỉ. Thôi trở anh hẹo rồi. Gặp Odin. Gặp cu nhân đi. Gặp Mifotur nó bắn cái kia thì hỏng rồi. Odin, Odin chúng tôi. À, đéo làm gì được. Tướng ra thế muộn. Là... Hẹo rồi. Sớm thế. Tướng ra muộn quá. Hãy thử ra muộn. Mấy con không bù được xem. Thế đâu nhặt đồ tiếc thế. Đấy không nhặt đồ đã chết. Ảo thế. Mẹ con rồng của anh vừa mới lên cấp 2 xong. Thế không nhặt đồ đã chết. Chết chết đuối luôn ấy. Thế bài tôi một được không? Ở đây mày không tôi một được, mày hẹo đến nơi rồi. Ok. Anh quá tin tưởng đối thủ đấy. À, cho con rồng trong một góc em. Em luôn. Rồi nếu này cho Midfoten, cho cái con phải đi gì con Fiora này mang súng kia thì định zone bò à? Zone bò thì bỏ con lấy đi man phai để làm gì, bán em lấy vàng vào zone. Giờ ông ta man phai thì dùng man phai, giờ bò thì dùng bò. Sống chết luôn chứ đi. Đây là tay mình gặp công 1 anh. Chả thế thì mày hẹo luôn trận này rồi gì, 21 điểm. Tầng mặt ra. Có đồng nhà chả đau gì cả. Đúng rồi, tí ulti thì mới đau. Bây giờ mới đau này. Ulti lần 2 mới đau. Bây giờ mới đau này. Úi dồi, đéo ăn thua mà. Đây quả đau. Mày thắng thằng thằng gặp lăng cũng thế nhỉ. Còn tao quay đó thua, giờ nhiều lắm. May mày chưa hẹo, còn ít điểm. Ở cấp 2 đấy. Mày cho đám AD thế, chả chả chết. Thằng thằng thủ của mày đéo có cái tí kia. Bán con rồng đi, cho con rồng cái dây chuột buộc chuộc tội kìa. Để mình gắp vào con chó khác. Hoặc là gắp vào da mút, nó hôi máu mới khỏe. Không tháo được. Hết tiền rồi à? Mẹ nó 3D, 3 góc kìa thì mày chết rồi. Không được. Gia su của mày nhấc đầu lên thì kia thì ăn được, chẳng ăn tốt. Còn bạn thôi chơi chủ đi, mày nó thấy kìa. Đéo sợ Fertilo mạnh ở cơ phục. Thôi đồ đẹp. Fiora đẹp. Mày sợ tôi một thôi, đây mình mạnh lắm. Đây mình mày phải mày phải có một con tanh nữa, chứ tanh đấy ăn thu gì. Con Fertilo kia ở cái gì? Con này lên đồ đam to thế. Mifotern nó cấp mấy rồi? 2. Bỏ con rồng ra cho Mifotern vào. Đấu đùa đi. Cần đéo hay thả đồ con rồng vào. Thả đồ con rồng vào. Đừng đừng, cái dây chuột buộc tội cho con cá sấu. À, cho con chó chó, chó khác. Hoặc là cho con da mút này, cho da mút này này. Mấy máu cho này, cho Mifotern bắn nhanh này. Đã xảo tích nhanh này, con lộng bắn ra. Năm qua lại cái hết boss lại xem đồ đẹp cho tao nhỉ. Chán thế, anh em để yên đánh boss đã.
Đấy, em vẫn top 2 được. Được sáng đấy. Mày Thế cho cái kia con rồi. mày cho con Jin mà là mày hẹo rồi. Ôi đéo đồ gì luôn. Kìa, nhặt đi kìa. Tật thằng trai. Được kìa, có đồ đấy, đây 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 là đồ đấy. Ôi vô cực giao điện. Vô cực. Nắp cho thằng Midvaterne. Chuẩn bài chưa? Chuẩn chí mạng luôn. Sao lên vị trí không? Sắp xếp chắc chứ, Zeal để một góc, Midvaterne để một góc. Rồi. Chó gác sang bên châu. Bên cạnh con châu ấy. Midvaterne để một góc, ủa thằng này. Để hai thằng AD cùng một góc thì nó sẽ ulti thì mày chết. Ra mút ba được chưa? Đủ uy tín chưa anh? Đủ uy tín rồi. Gặp Mút ba Malphite chưa nhỉ? 3. Gặp mặt phải ba. Nếu ra múc mạnh hơn nó sợ. Nó lu kìa. Lu lu Xả nó này. lu. Đâu xả thế? Bây giờ mới xả. Xả làm Xả. sao? Ê! Thôi mày chết rồi. Được Thế không thế sợ. thế 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 ui trời ơi nó rất tục vậy làm cái kia nó xả được Đúng rồi, nó chặn Lulu nó mạnh. quá mạnh thế này rồi nó ba rồi mà Thôi, mạnh thế chấp nhận ở top đuối đi em. đồ đồ cái tôn để quá đồ đế yếu Midvaterne đánh Midvaterne để về late thôi. Trừ bố mất 4 điểm rồi. à được a em đổi lịch xong đánh tiếp nhá Hả? bảo sẵn a em xong em đổi đổi lịch xong đánh tiếp Ừ. bây giờ đánh chút cũng không đổi được đang chi còn lỗ hết Không không sợ không sợ. À lỗi à? không sợ à Không sợ. đổi kênh nhé Không đổi cần kênh không có cần. bi cái thứ sao không 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 sợ. à có bi không sợ à, nó vẫn hiện mà bên nhà anh gửi em mà Không sợ. không sợ à? Không. Ý là em xem vào Facebook của em có bi em dán vào ấy. Không sợ không sợ không sợ. Cứ chơi đi. Ok. Mà chơi chơi cái kia đi. À trận này anh sướng quá. Tao không kịp búp. Anh đánh trận này mới to em xem nào. Sợ anh cái con rơi của nó cũng xả cánh cho to nó anh thật cuối mày vừa chết không? Con đấy, con phân tích em rồi lúc đấy chơi phân tích đấy. Con Phân đấy tích anh em xong. vợ con đấy anh nó mà không trận vừa rồi trận cuối không chết anh nên đem vào ba đấy. Em dùng nó nhưng mà có lý về sau lộ nó chết hết nó mới ra hiểu không có những bên mình chết hết nó mới ra À không, cái con mà nó con như con rơi nó à có cánh con cho như to ấy. rơi con vách gì Ừ, có màu tím ấy anh. con đánh nhanh đấy gì Ừ, trận anh không chết hè bế anh nên đem vào ba rồi đấy mà anh băm của nó hẹo hết con nào đây là ba thế cái con đấy. đủ thế con cần hết con Thế năm một công tiên hết anh bảo là anh không kịp búp đồ anh không không kịp bơm lên cho nó hẹo hết mẹ vàng tiếc quái có vàng đẹp luôn. trận này là tất cả nha thật khỏe từ Hả? lúc đầu ấy anh mới chơi anh cứ khỏe lúc đầu đi có nhiều máu Không, khỏe lúc đầu thì không mừng chứ không phải nhặt đồ. đấy là anh tốt với tướng gì Thôi được rồi, để tí anh quánh theo kiểu chiến thuật của anh. Mẹ anh em đến cửa ải thứ hai đánh mấy con quái thì cần cái đéo gì đâu. Cái con rồng của anh tí nữa thì lên level 3 rồi. Hai con. Anh đang búp hai con đấy rồi, nhưng mà đéo kịp lại ra. Để đánh thằng đờ đờ ven yếu lắm, thằng đờ đờ ven chắc phải vứt đi vậy. yếu Không, nó không biết to ấy, đánh yếu lắm. anh không cũng đau rồi yếu Ừ, cuồng đao. rồi anh đấy đã tớt chưa
Quay đến là con gì luôn. What the fuck? Đéo kịp nhặt luôn. Bộ nó cướp mất. Quan trọng là đánh mấy con quái nhà được đồ ngon thôi. Mới là nhà được tướng ngon thôi. Nhè. Yeah. Để biết máy sao tép tướng cỡ nhỏ đấy ơi. Con cái kiểu như in phiên bản ra đấy. Rồi anh muốn giao nào cấp 2 anh ấn một phát nữa là ra cấp 2. Thế á? Thế là một con nữa. Để mà xong mà dùng thì giờ. Không thì dùng gì anh nhân bản con cấp 3 chứ. Đây này dùng lên một tướng bậc 3 hoặc thấp hơn để 3. Tạo một bản sao và đội dự bị của bạn. Thế anh sẽ tin top 1 không? Hả? Mà thật anh sẽ tin top 1 không? Chẳng cần. Anh chơi này top 1 chắc rồi. Mày không tin à? Thì nó có giám mốt rồi. Anh không có anh khác hoàng gì à? Không. Anh không thích chơi, chứ chơi con này được. Mán phải trâu hơn nhiều. Mán phải trâu hơn nhiều. Anh anh thích giám mốt. Anh là 4 chết rồi. Ui. Béo ơi, tem bạn chơi đều thế, có hai cây cột kia. Có anh giờ mới chết hai cây cột. Cay thật. Thôi mất mẹ khỉ rồi, thua trận này. Má, các bạn này chơi đều nhá, thằng mẹ thằng Nam Mo này, mẹ mày chơi hai cây cột. Mấy đứa đầu là hai cột đấy mà cướp. Thế mới ảo. Mẹ đầu giải cho hai cây cột đứng giữa thì hỏng rồi. Cường yếu đuối thế em. Ái già, ngon thế, bốn thằng to thế. Có đông to. Vũ Anh Duy. Ui gặp top 1. À giải thải. Đúng thật, man phải nó to thật, man phải kết hợp với thằng Lê Xin. To mà. Gặp ngay thằng Caffili chân què level 2 nữa cơ. Cái này ra mút đéo làm gì được rồi. Cái mút tông thế nó không làm gì được. Đéo làm gì được. Nó level 2 anh cấp 1 thì đánh gì. Đéo qua đi. Anh bán nó lên đồ à? Hả? Bán máu lấy đồ à? Bán gì? Bán máu.
bắn máu là thế nào? Là để cua để xong rồi lấy đồ trước đi. Đúng rồi. Anh này có AD đâu. Bạn gặp em. Ô. Anh ngắm cái đồ sâu kia thì dài lại con ngộ không. À, không tức con nào. Cái con dây dây của lợn mày sao không khỏe thế? Khỏe gì? Cô cá sấu à? Bất tử à? Ui to thế. Ơ thua à em? Đúng không? Thế. Nó đi đồ mày. Sao mốt của anh nhá. Mày chơi đều rồi thằng này. Anh lấy một cung. Anh muốn đồ này anh chơi không được. Ô Đồ phép này thì nhũ. điên là tí nắp anh nắp mờ huân chương choi vào cho nó thay đổi đội hình. Mạnh Miu có một tầm máu anh ạ. Nó có hai cái cột. Nó hai cái cột đấy, anh gặp nó đấy, nó hai 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 cột Mẹ ơi, đấy. chết. Mẹ, chết đâu, chết hai cột là đánh người. Chặt chơi đéo. Mẹ chơi chơi hai cột. Cái nhân đôi này tí ra mút đẹp vào hai chơi được đôi không? Không, nó chỉ nhân một con cấp một thôi. Thế thôi, thế nhân mẹ luôn đi đến gì? Để luôn cấp 3 đã phải khó rồi. Sao mình toàn chơi hiểm họa ăn chủ lực nhỉ? Anh không biết cái bài hát. Nghiệp Nguyễn Trường cấp 2. Con Ngộ Không này không chơi ở cái bàn này được. Sao không anh? Nó yếu. Anh cho thằng Ngộ Không đang cái gì nhỉ? Cái dây chuyền boss son. Thì anh cho thằng Zamut với bất tử. Nó chưa thua à? Ai Đấy là chưa thua à? anh á? Ừ. Chưa thua được em, bất tử rồi thua gì. Đeo được cái gì? Mẹ ra tinh tướng sợ.
Ôi gặp thằng top 1 rồi. Nó nhiều cây cột quá. Nhưng mà này nó bày bày thế trận sai em ạ. Sai à? Cho các anh cân hết. Hết cháy đi cưng. Hết cháy chưa cưng? Không cháy Hết chưa? cháy chưa cưng? Thấy anh cháy chưa? Chưa đánh cháy. Chưa thấy anh cháy á? Ô. Thằng này. Chưa thấy anh cháy, mày nói hơi buồn á. Trời ơi, sao yếu đuối thế em, lên trên đi em. Em cháy nơi rồi này. Gặp thằng nào đây? Lý Anh Duy. Anh sửa lỗ không? Ui tuổi em ạ. À. Không anh không ăn anh con nào luôn đấy chứ. Anh cho nó lên điểm xuống gồng dục dục mặt luôn, thấp hơn mày luôn. Mày thích hạ con nào bảo anh hạ nó cho Không uy tín luôn, không uy chờ tín không đấy là không đấy làm gì. tín anh cháy đấy. Cháy luôn. Em bảo anh là 99%. Ừ? Biết ngay mà. Anh lại đi rồi. Thế á? Ui dồi ôi cá. Ui dồi ôi, chó gác bé thế em. Xả làm gì cho nó mất nức mất lực Phá à? trâu thế rồi. Thì ra bộ đất mất máu luôn, sợ thật. Chó gác của em còn yếu quá. Ủa, mình có thai luôn, con gần đây có thai luôn. Chó gác em yếu Ồ, quá em ạ. ồ, cho một cái con thua. Ông ơi. Bắn máu lấy tiền đấy anh. Đéo được đi Được chưa? tiền. Cho anh con man phai nhá. Đấy đi, cho anh mang tay đấy. Cho anh tiêu hẳn luôn đấy. Không không anh đấy cùng cung mà anh cần gì trâu đâu trận này anh cần gì trâu đâu anh đấy cuồng cung mà anh đấy cái này để anh nắp vào con AD mà Mẹ là em đó. hả. Thủ đấy 2 tiếng. Từ mình thấy tôi cũng Lý Duy à, cộng Lý Duy. Có chỗ gác không cho bọn con đi ra mút được. Hả? Có chỗ gác không cho bọn con ra mút được. Đúng rồi, con da mốt trâu chứ, chó gác nó chỉ thổi mạnh thôi. Chó gác yếu mà.
cháy đấy. Thiếu hết tiền rồi trả cháy. Có bao giờ không biết, bao giờ hết cháy đâu. Nguyễn Trường à, ông bà. Kai Ford là cấp 5 à? Đánh đi cưng thì anh trai làm trận mới.